Đợt này không có mẫu mới mùa hè dành cho nam hả chị? Thật ra thì của nước hoa charm có một cái mùi hương của nam mà cực kỳ xuất sắc và đã bán chạy 7 năm qua rồi. Mình sẽ giới thiệu siêu phẩm đó cho mọi người. Đó chính là Cool Water. Cool Water này thì mọi người, ai mà xài nước hoa charm thì không cần phải giới thiệu nữa. Mùi hương cực kỳ mát, mát xuất giữa cái mùa bầu trời mà nóng bức như hiện nay, xịt một cái là mát rợi cả người luôn, và độ lưu hương của nó cực kỳ lâu luôn. Nó giống như mùi BB Lari Aqua ấy, hàng của Ý. Và cái chai nước hoa này thì là của Charm, do nhà điều chế tại Pháp vận chuyển nguyên liệu từ Pháp về và sản xuất. Thì mọi người sẽ thấy là mọi người sẽ nhận một chai nguyên siêu nguyên hộp như thế này, với đầy đủ các thông tin về sản phẩm từ văn phòng tại Paris của Charm, giấy phép kinh doanh tại Pháp, địa chỉ văn phòng tại Việt Nam, cũng như là công bố sản phẩm. Mọi thông tin về sản phẩm đều được in ở trên cái một sản phẩm như thế này. Nó là chính hãng nha. Và tại sao nó là mát như vậy? Thì cái tầng hương chính của nó, cái nốt hương đầu tiên mọi người sẽ nghe đó là hương mát mẻ của cam này, quýt này, rong biển này, hoa lavender này, tuyết tùng nè. Và đó là những cái hương thơm mà nó cực kỳ mát mẻ, cực kỳ thoải mái, cực kỳ sảng khoái. Và độ lưu hương của Charm Cool Water này vẫn rất lâu, và đây là một cái mùi hương mà dành cho nam. Tuy nhiên những bạn nữ á, cũng rất nhiều bạn xài được luôn. Những ai mà đi ra ngoài trời á, trời nóng nực, rồi là những cái ai mà hay ra mồ hôi, hoặc là ai mà sử dụng trong thời tiết nóng ấy, thì cực kỳ là hợp lý luôn, bởi vì nó sảng khoái và nó tươi mát nguyên một ngày trời đó. Và sản phẩm Cool Water này mọi người có thể thử và đảm bảo là sẽ rất thích, bởi vì nó vẫn luôn là siêu siêu phẩm bán chạy trong suốt 7 năm nay của Charm.